Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Chola Channel. Và trong video này thì mình sửa chữa con Flycam là F11S. Ở đây thì cái con Flycam này của một anh khách và nó bị va chạm. Và sau khi va chạm nó gặp một cái lỗi, đó là Flycam nó cứ tự nâng độ cao lên anh em ạ. Bay và nó cứ tự nâng độ cao lên. Và rất là may mắn là lúc mà mình test cái lỗi này thì mình đang bay ở trong nhà và nó đụng cái trần thì mình có thể bắt ghế lên và mình lấy lại được. Còn nếu mà bay bên ngoài là nó cứ thế nó nâng lên và cứ nâng như vậy thì cái rủi ro mà mất Flycam rất là cao ha. Ở trên bàn thì các bạn thấy là sẽ có hai con Flycam F11 luôn. Thì một cái con, hai con này thì mình cũng đã tháo bung hết ra rồi. Anh em sẽ thấy là cái mạch màu đỏ đây là mạch ESC này, mạch điều tốc đó. Và nó đảm nhiệm cái chức năng đó là điều khiển các cái motor quay, tăng tốc hay là giảm tốc gì đấy. Cái men mà nó dẫn đến cái hiện tượng lỗi của con Flycam mình đang mô tả là cái men nó nằm dưới cái men màu đỏ này. Đây là cái men màu xanh đây này anh em này. Đấy, thì cái men này nó bị hỏng và bây giờ mình sẽ thay cái men này. Sẽ tháo cái những cái trục, những cái bộ phận còn lại ở trên cái máy hỏng này để lắp sang cái máy mà nó có cái men mới kia. Cái máy bay với cái tay cầm nó không kết nối được với nhau và bốn cái những cái am, cái đèn trên cái am của con máy bay ấy, nó cũng không có sáng lên. F11S thì là chiếc Flycam mà anh em thấy là có cái vỏ khá là cứng cáp nha. Tuy nhiên thì ở bên trong khi mà mình tháo ra anh em thấy thì dây dở khá là lằng nhằng. Nhưng mà con này nếu mà xét về cái độ bền bỉ của nó để mà chịu lực va đập thì nó gần như là nó rất là tốt, rất là khỏe trong đa số các dòng Flycam giá rẻ hiện nay. Và mình cũng làm nhiều cái sửa chữa lỗi về Flycam này lẫn con F22S rồi, nhưng mà cái lỗi mà Flycam tự nâng độ cao lên như thế này thì mình rất ít khi gặp. Nhưng mà đa phần hiện nay thì những lỗi về Flycam này thì hầu hết thì mình cũng đã gặp qua rồi, hầu hết là đều có thể mà khắc phục được cho anh em ha. Nếu anh em nào mà đang có chiếc Flycam nào mà đang bị hư hỏng muốn sửa chữa thì có thể liên hệ tới số hotline mình để ở phía dưới phần mô tả của video này, anh em liên hệ trước và gửi máy về ha. Anh thủ gửi máy trước Tết thì sẽ cố gắng sửa chữa cho anh em để có máy trước Tết để chơi, vì hiện nay thì số lượng máy khá là nhiều.
Rồi ok anh em, sau khi mình đã thay những bộ phận vào cái men mới và lắp ráp hoàn chỉnh thì bây giờ mình sẽ test con Flycam F11S này bay trong nhà. Tuy nhiên thì con này nó không có cảm biến độ cao anh em nhé, cho nên là anh em nào muốn bay nơi không GPS như thế này thì đòi hỏi kỹ năng điều khiển phải thực sự là dành. Thì mình vẫn là khuyến cáo anh em không nên bay con Flycam này ở trong khu vực không GPS. Ở đây thì mình sửa xong thì mình sẽ test ngay thử cho anh em xem thế nào. Thì kết nối tay cầm với máy bay thì được rồi anh em này, và bốn đèn ở trên bốn trục đã sáng. Và bây giờ cất cánh là bay lên thử xem thế nào. Rồi ok, vậy là nó không còn tự nâng độ cao nữa rồi, khắc phục được cái lỗi này. Còn F11S thì không có cảm biến bụng. Đấy, nói chung là anh em thấy đó là Flycam bay thì anh em phải lưu ý nhé, hết sức lưu ý bay kiếm chỗ rộng rãi thoải mái bay và tìm hiểu kỹ càng bay để tránh xảy ra những sự cố va chạm hư hỏng ha. Rồi video hôm nay sửa chữa mình cũng xin được phép khép lại tại đây.